Xin chào tất cả cô chú anh chị gần xa ha. Em chủ kênh Nhà Đất Tây Ninh TV xin gửi chào đến cô chú anh chị mình một căn nhà và đất tọa lạc là ấp Trăm Vàng 1, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh của chú chị ha. Thì hiện tại con đường trước đất căn nhà của mình là con đường bê tông thông dán bàn cờ của chú chị ha. Đây, trước mặt mình là một sẹt này ra quốc lộ 22 của chú chị ha. Đó. Thì từ vị trí nhà đất mình ra di chuyển quốc lộ 22 sát bên luôn, tầm khoảng 6-70 mét thôi của chú chị ha. Đó, dán bàn cờ của chú chị. Thì ở đây mình ra nhựa chính của ngay công ty Hồng Phúc sát bên luôn, cũng 50-60 mét thôi của chú chị ha. Nó có bảng quan rồi nè, ấp Trăm Vàng thấy không. Rồi, căn nhà giới thiệu của chú anh chị mình hôm nay là căn nhà này quá đẹp luôn đó. Bây giờ mình giới thiệu của chú anh chị mình ha, xem tham khảo. Thì từ mí này của chú chị ha, đó, từ mí này mình di chuyển qua bên kia là 6 mét, hậu dài 44 của chú chị ha. Hậu dài 44, có 50 thổ cư, còn lại là cây lâu năm. Đó, thì căn nhà mình quá đẹp luôn. Sân này sân để ô tô. Đó, đường xe hơi xe tải, khu dân cư dán bàn cờ. Đông kính. Cái này là trung tâm hành chính luôn của thị xã Trảng, thị xã Gò Dầu trong tương lai của chú chị ha. Đó. Thì từ đây mình ra quốc lộ 22 chỉ có 50-60 mét thôi. Đó. Rồi ủy ban, siêu thị Go, rồi trung tâm thị trấn Gò Dầu thì khoảng 1 km hơn ha. Chú chị ha. Đó, thì ở đây thì có bệnh viện Xuyên Á, chợ, nói chung tiện ích xung quanh đầy đủ ha. Thì cái khu này rất là tiềm năng, cho nên là quay chào đến cô chú anh chị mình những sản phẩm giá rẻ đẹp đó, đầu tư hoặc mua ở ha. Thì hiện tại chủ cần bán hết cái căn nhà đất của mình ngày hôm nay là 1.8 tỷ cô chú anh chị ha. Đó, thì chính chủ gửi, cho nên cô chú anh chị mình cần quan tâm căn này thì liên hệ cho em nhé, bán nhanh bán lẹ đó. Thì cô chú anh chị thấy á, thì đây là sân để ô tô ha, đám tiệc khách khứa các kiểu đó. Nền thì cao ráo hơn đường. Ở đây thì có cái giếng đây đó, hệ thống xả nước, xài nước rửa xe đây cũng được luôn ha. Phía sau mình có lối đi riêng đó, ở sảnh sau sân nắng luôn ha. Thì đánh giá căn nhà này rất là đẹp mà giá rẻ, bao rẻ của chú chị mình khu vực Cầu Dầu ha. Nếu mà tài chính 1.8 tỷ mà cầm mua được căn nhà này thì không có căn nào rẻ hơn căn này đó. Thì mình cứ đánh giá ha, thì chủ tôi cần bán. Hiện tại tường ốp gạch nè, nó rất sạch sẽ sáng sủa nè. Thì bây giờ em cho cô chú anh chị mình xem cái hướng nha. Ổng đài gửi lâu lắm rồi mà hãy mình nghĩ giá này quá rẻ luôn, cho nên quay cô chú anh chị mình xem tham khảo ha. Đó, thì hiện tại đất mình quay về hướng nam của chú chị ha. Đó, rồi mời cô chú anh chị mình xem. Đây là phòng khách của mình, quá rộng rãi luôn, hai bên có cửa lấy gió lấy sáng ha. Gạch thì dán cao lên khoảng 2 mét cô chú chị ha. Đó, lô phòng còn xanh lét luôn. Đó, thì hiện tại một phòng khách và hai phòng ngủ của chú chị ha. Đây, sáng xanh quá đẹp. Này em quay nhanh lẹ cho cô chú chị mình thôi ha. Thì cần thì liên hệ em xem trực tiếp. Đúng là chất lượng của chú chị ha. Nằm trong khu dân cư dán bàn cờ gần thị trấn, gần quốc lộ 22 đó. Mà 1.8 tỷ với chiều ngang là 6 mét, dài 44 đó. Ở đây là sảnh dưới nhà ăn của mình. Alo, dạ đúng rồi. Rồi kết bạn Zalo gửi cho em tham khảo ra. Dạ. Đó, đây là khu bếp của mình, cũng như nhà ăn ha, chú chị ha. Thì bên hông mình cũng có cái cửa để đi ra vào, đó, lấy gió lấy sáng. Còn ở đây,
Đây nhà chờ phía sau của chú chị ha. Đây nhà tắm, nhà vệ sinh. Quá đẹp. Này hơi bị rạn nứt, không đến đổi đâu. Nhà cũng quá đẳng cấp rồi. Đây mình có cái sàn nước. Đặc biệt phía sau mình còn khoảng trống của chú chị ha. Đó. Trồng được mấy bụi chuối này, thả gà hay là mình trồng rau cải thiện thêm cũng ngon lành cành đào. Nên nhà mình rất là cao. Ở đây thì cũng có thiết kế được cái vòi nước đây. Bồn nước của mình. Rồi. Em xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem và cho một like ha, đăng ký kênh để cập nhật thông tin nhà đất mới nhất. Thì cô chú anh chị mình tài chính 1,8 tỷ cần nhà ở hoặc đầu tư khu vực Gò Dầu thì liên hệ em qua số điện thoại em để trong màn hình ha. Xin chân thành cảm ơn. Thì ở đây cũng trung tâm rồi, em cũng không cần quay ra đường xá này kia đông đại gì, nằm trung tâm mà dán bàn cờ nữa. Nói chung là cần thì em đưa cái vị trí Google Maps cho cô chú anh chị xem tham khảo em. Tạm ơn cô chú anh chị mình, hẹn gặp sau ha.